Gia Cát Thần nó uy lực mặc dù mạnh, nhưng mà da của Tà Ma Hổ Kình cũng rất là cứng rắn. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là khoảng cách trăm thước, kể cả ở khoảng cách là 10 thước, Gia Cát Thần nỏ 16 nỏ tiến đều bắn, cũng quyết không có khả năng làm thương tổn thân thể của Tà Ma Hổ Kình. Nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nỏ tiến cứ như vậy, lặng yên không một tiếng động bắn vào phần dưới bụng của con Tà Ma Hổ Kình. Thứ bảy máu chảy về tim. Hello hello, chào mừng em đã quay trở lại với video tiếp theo của channel MTG. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục phần chuyện 213 thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đấu La Đại Lục chiến trước phần 214, Đường Tam Tiểu Bạch chiến Tà Ma Hổ Kình. Trước khi đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi đến anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như anh em xem video này, nếu như mà hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Rất nhanh, bọn họ đã lên tới độ sâu là cách mặt biển 200 thước. Đường Tam lúc này mới lần lượt ra hiệu cho Tiểu Bạch dừng lại. Từ trong nhị thập tứ kiểu Minh Nguyệt Xà, Đường Tam lấy ra Gia Cát Thần nỏ cùng tên. Sau đó lại từ trong Như Ý Bách Bảo Năng lấy ra một cái chai nhỏ. Chất liệu của cái chai hết sức là đặc thù, nhìn qua như là ngọc tinh chất nhưng mà lại có luồng bạch quang nhàn nhạt lưu chuyển. Vì chế tạo cái chai này, Đường Tam có thể nói là hao tổn rất nhiều tâm huyết. Chiếc chai ngọc này có hai tầng, bên ngoài là một tầng ngọc có cực âm hàn tuyền cực lạnh, cho nên mới xuất hiện ra luồng bạch sắc quang mang, mà tầng ở bên trong chính là chứa dương tuyển lóng chảy. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn được trời ưu ái, một nhãn song sinh, lưỡng nghi hổ khắc, chính là thiên địa chí nhiệt chí hàn, đoạt thiên địa tạo hóa, hấp tinh hoa của mặt trời và mặt trăng mà thành, cực kỳ là bá đạo, không gì có thể hơn được. Đường Tam đúng là ở trong đó luyện thành thân thể chịu đựng được cả nóng và lạnh. Vì đem nước suối mang xa băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hắn thật vất vả tìm kiếm mới mua được một khối. Sau đó tìm công xảo tượng tạo thành bình ngọc hai tầng này, và đem hai loại nước suối âm dương cực đoan cùng một thời điểm rót vào trong đó, mới không làm cho bình ngọc bị phá hư mà đem ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ôn ngọc tính bình hòa, dưới tình huống hai loại nước suối cùng tồn tại là dụng cụ tốt nhất để chứa chúng. Cẩn thận mở ra bình ngọc, Đường Tam nhanh chóng đổ một giọt dương tuyển ra tay. Sau đó nhanh chóng đậy lắp bình, cầm trong tay Gia Cát Thần nỏ, đem một nỏ tiễn cắm một nửa phía sau vào trong nỏ, tách phần lửa đầu ra, hít sâu một hơi. Đường Tam tay chợt trở lên hư ảo, giống như chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành mấy động tác. Giọt dương tiền nọ nhanh chóng rơi vào bên trong nỏ tiễn, mặc dù vậy là vẫn tỏa ra một luồng nhiệt lượng đáng sợ. Không phải hắn động tác không nhanh, mà thật sự là nhiệt độ của dương tuyển quá khủng bố. Dù cho nỏ tiễn được chế tạo từ sắt tinh luyện, nhưng mà dưới sự ăn mòn của dương tuyển cũng chỉ là duy trì được một khoảng thời gian ngắn. Dưới lực đẩy của Gia Cát Thần nó, lò tiễn nhanh chóng được bắn ra. Có tinh thần lực mênh mông của Đường Tam, đương nhiên khó có khả năng bắn hụt. Chỉ cần một chút đã bắn vào phần dưới bụng của một con Tà Ma Hổ Kình. Gia Cát Thần nó uy lực mặc dù mạnh, nhưng mà da của Tà Ma Hổ Kình cũng rất là cứng rắn. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là khoảng cách trăm thước, kể cả ở khoảng cách là 10 thước, Gia Cát Thần nó 16 nỏ tiễn đều bắn, cũng quyết không có khả năng làm thương tổn thân thể của Tà Ma Hổ Kình. Nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nỏ tiễn cứ như vậy, lặng yên không một tiếng động bắn vào phần dưới bụng của con Tà Ma Hổ Kình. Sau khi tinh thần lực của Đường Tam tăng lên một cấp độ mới, năng lực tính toán cũng được tăng lên rất là nhiều. Vốn nỏ tiễn khó có khả năng làm thương tổn được đến da của con Tà Ma Hổ Kình, nhưng khi nỏ tiễn tiếp xúc với bụng của con Tà Ma Hổ Kình, cũng là lúc giọt dương tuyền hòa tan hết nỏ tiễn. Giọt dương tuyền dưới tác dụng đẩy mạnh của nỏ tiễn đã dễ dàng hòa tan phần da rẻ, trực tiếp cắm vào thân thể của nó, không hề có máu tươi chảy ra. Dưới tác dụng của dương tuyền, nỏ tiễn vừa lặn vào thân thể của Tà Ma Hổ Kình, vết thương cũng đã liền lại. Bị nỏ tiễn bắn vào, thân thể khổng lồ của con Tà Ma Hổ Kình kia đầu tiên là dừng lại một chút. Ngay sau đó nó chợt trở lên điên cuồng, mà ngay cả Tiểu Bạch cũng bị dọa cho sợ hãi. Tinh thần lực của Đường Tam truyền đến, chỉ dẫn nàng nhanh chóng lặn xuống. Hơn nữa thông qua tinh thần lực dò xét đem tình huống phía trên không ngừng truyền vào trong đại não của nàng. Dưới tinh thần lực dò xét của Đường Tam, con Tà Ma Hổ Kình bị nỏ tiễn bắn trúng kia điên cuồng ở trong nước biển dãy rủa, thân thể ẩn chứa năng lượng không thể khống chế không ngừng bộc phát. Có hai con Tà Ma Hổ Kình thấy dị trạng của nó liền đi tới xem, lại bị nó đang trong trạng thái điên cuồng liều mạng công kích. Có một con tức thì bị nó táp một cái mất nửa đầu, trực tiếp chết oan uổng. Một khoảng lớn nước biển bị máu tươi nhiễm hồng, nhất thời khiến cho cả đàn hổ kình chú ý. Trong biển bầu không khí nhất thời trở lên khẩn trương. Con Tà Ma Hổ Kình bị nỏ tiễn bắn trúng dãy rủa cũng không lâu, sau khi mà cắn chết đồng loại cũng dần dần ngừng dãy rủa, thân thể của nó dần dần nổi lên trên mặt nước. Quỷ dị hơn là từ lúc bị nỏ tiễn bắn trúng đến khi chết,
Nó không hề chảy ra một giọt máu nào. Nhiễm hồng nước biển chính là từ máu của con tà ma hổ kình bị nó cắn chết. Tà ma hổ kình vốn cực kỳ là khát máu, mùi máu tanh dường như là đã kích thích bản tính tàn bạo của chúng. Trong lúc nhất thời, trong nước biển năng lượng nhất thời sao động. Đến khi có một tiếng gầm rú trầm thấp thông qua chấn động truyền vào trong biển rộng mới làm cho đàn tà ma hổ kình bình tĩnh lại. Thân thể khổng lồ của tà ma hổ kình vương chợt động, giống như là chỉ đong đưa một chút, đã tới bên người con tà ma hổ kình chết dưới lò tiễn. Lúc này, thân thể con tà ma hổ kình đã chết cũng nổi lên trên mặt nước. Chứng kiến chuyện này, nội tâm Tiểu Bạch cực kỳ là rung động. Nàng đương nhiên chứng kiến việc Đường Tam bắn ra nỏ tiễn có thể bắn vào thân thể của tà ma hổ kình, đã khiến cho nàng rất kinh ngạc. Vốn một cái nỏ tiễn cực kỳ nhỏ bé so với thân thể của tà ma hổ kình, nhưng chính một cây nỏ tiễn nho nhỏ như vậy đã lấy đi tính mạng của một con tà ma hổ kình, thậm chí khiến cho tà ma hổ kình này cũng bị liên lụy, bị nó cắn chết. Là độc, là nghĩ tới chỗ này, cảm thụ được Đường Tam phủ phục trên lưng của mình, tâm không khỏi một trận tê dại. Đây đến tận cùng là loại kịch độc nào, sao lại đáng sợ như vậy? Nàng cũng không khỏi âm thầm may mắn, may mà khi chính mình làm đệ nhị khảo quan, điều kiện tiên quyết của khảo hạch lại là không để tổn thương bất kỳ một loài hồn thú nào. Nếu không, nếu loại kịch độc này rơi vào trên người của mình, chỉ sợ cũng... Dương Tuyền chính là vật thiên chí địa dương. Hải hồn thú phần lớn đều là thủy thuộc tính, kẻ thuần âm nhiều. Mặc dù bắn vào con tà ma hổ kình chỉ là có một giọt nước suối Dương Tuyền, nhưng mà nhiệt độ kinh khủng phát ra cũng đủ để làm cho ngũ tạng của con tà ma hổ kình kia bị đốt cháy. Máu thịt cũng bị đốt cháy biến thành than. Đây cũng là nguyên do tại sao khi nó chết không có chảy máu. Không đợi cho Tiểu Bạch bình tĩnh lại, Đường Tam ra hiệu cho nàng hướng mặt bên bơi đi. Chứng kiến một màn vừa rồi, Tiểu Bạch không thể nghi ngờ đối với năng lực của Đường Tam có nhận thức hoàn toàn mới. Vội vã dựa theo sự phân phó của hắn bơi về phía mặt bên. Bởi vì Đường Tam trước sử dụng là giả cát thần nó, cũng không phải là bất cứ kỹ năng gì, khiến hắn và Tiểu Bạch cũng không cần phải hiện hình. Tất cả tà ma hổ kình đều tụ tập trên mặt biển. Tà ma hổ kình vương trong đôi mắt đỏ thẫm tràn ngập hơi thở khủng bố. Đột ngột há mồm gầm nhẹ một tiếng, nhất thời mấy đạo thủy nhận mang theo hơi thở màu đỏ sẫm rơi trên người con tà ma hổ kình bị chết kia. Thân thể con tà ma hổ kình dài hơn là 20 thước liền bị cắt thành mấy đoạn, lộ ra bên trong một mảnh cháy đen. Chứng kiến một màn này, tà ma hổ kình vương đồng tử nhất thời co rút lại. Nước biển xung quanh thân thể ba động, dường như là muốn tìm ra chút đầu mối. Nhưng mà Dương Tuyền không chỉ thiêu đốt bên trong của con tà ma hổ kình này, đồng thời cũng hoàn toàn luôn đại bộ phận nỏ tiễn. Phần còn lại, đối với thân thể khổng lồ của tà ma hổ kình thật sự là quá nhỏ bé. Cho dù thực lực của tà ma hổ kình có mạnh hơn một chút, cũng không có khả năng tìm ra. Mà ngay lúc tà ma hổ kình vương đang trong cơn giận dữ, đột nhiên đúng lúc này, giữa đàn tà ma hổ kình lại sao động, tình huống giống như đúc lại xuất hiện. Một con tà ma hổ kình lớn từ trong nước biển giãy giụa, năng lượng thân thể điên cuồng bộc phát. Bởi vì ở đây tụ tập khá nhiều tà ma hổ kình, khi nó bộc phát nhất thời làm bị thương vài tên tộc nhân ở bên cạnh. Tà ma hổ kình vương phản ứng cực nhanh, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối là sẽ không nhân từ. Hắn chợt quay người, cái đuôi lớn quất xa, tạo lên một lưỡi đào nước màu đỏ sậm hung hăng đánh lên trên người con tà ma hổ kình đang điên cuồng. Lập tức cắt nó thành hai nửa, thân thể bên trong cũng là một mảng cháy đen, lại một con tà ma hổ kình nữa đi tong. Một tiếng sống thật lớn đầy phẫn nộ từ trong miệng của tà ma hổ kình vương bộc phát ra, khiến cho nước biển xung quanh mấy vạn thước vuông cũng đồng thời dậy sóng. Tiếng cầm rú cũng xuất hiện bên trong các con tà ma hổ kình khác. Trong lúc nhất thời, năng lượng ba động mãnh liệt khiến cho nước biển xung quanh chúng bị phong tỏa. Nước biển cũng đồng dạng biến thành một chất sền sệt, tinh thần ba động mãnh liệt rót vào trong hải dương đến tận chỗ sâu nhất. Tà ma hổ kình vương nói cho tộc nhân của hắn toàn lực tìm kiếm địch nhân. Nó cực kỳ phẫn nộ, đã hướng tới những con tà ma hổ kình khác, nói phải tìm kiếm hung thủ bằng mọi giá. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu Bạch hướng Đường Tam giải thích hàm nghĩa tiếng sống của tà ma hổ kình vương, trong giọng nói tràn ngập vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đường Tam lạnh nhạt nói, chúng ta án bình bất động, bọn chúng sẽ không tìm được. Bọn chúng không thể mãi mãi phóng thích tinh thần lực. Tiêu hao của chúng ta không lớn hơn bọn chúng, hơn nữa ám sát cần phải kiên nhẫn. Dưới sự bảo vệ của hãn hải hộ thân cháo, chỉ dùng ra các thần nỏ tiến hành công kích. Kế hoạch của Đường Tam lần này được chuẩn bị cực kỳ chu đáo, căn bản là sẽ không cho đối phương có cơ hội phát hiện ra mình. Nếu không, hắn sao có thể dễ dàng mạo hiểm đến như vậy? Giống như lời nói của Đường Tam, tất cả tà ma hổ kình mặc dù đều đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng đối với địch nhân ẩn nấp trong biển sâu, cho dù bọn chúng có tìm cả đời cũng không thấy. Khi dò xét, một con tà ma hổ kình ở gần bọn họ nhất, giống như là bơi sát bên cạnh chỗ Tiểu Bạch, nhưng cũng không hề phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Đường Tam không một chút nào sốt ruột, tỉnh táo tựa như là ngọn núi băng, lạnh lùng nhìn đàn tà ma hổ kình. Vào lúc này, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay, thần thần bí bí mới gây cho đối thủ sự khủng hoảng. Tà ma hổ kình tinh thần dò xét rằng co hơn nửa canh giờ. Trong lúc này, tà ma hổ kình vương năng lượng thỉnh thoảng từ trong nước biển đảo qua.
Cho dù chúng là bá chủ của hải dương, cũng có lúc mệt mỏi. Hơn nữa, sử dụng tinh thần lực để dò xét, năng lượng tiêu hao sẽ không hề ít. Nửa canh giờ dò xét không thu hoạch được gì, cho dù là tà ma hổ kình vương đang phẫn nộ, cũng không thể không ra lệnh cho tộc nhân của mình ngừng lại. Mà ngay khi bọn chúng vừa mới dừng lại để nghỉ ngơi, có ba con tà ma hổ kình đột nhiên trở lên điên cuồng. Kể cả những tộc nhân khác ở bên cạnh phản ứng rất là nhanh, nhưng vẫn có một con tà ma hổ kình bị cắt đứt đuôi. Nhất thời, đàn tà ma hổ kình lại một lần nữa lâm vào khủng hoảng. Làm bá chủ của hải dương, chúng tuyệt không ngại làm bất cứ địch nhân trực tiếp chiến đấu nào. Dù là thương hải ma kình vương, bọn họ cũng đều liều mạng một phen. Nhưng mà tình huống xuất hiện trước mắt khiến cho tộc nhân vốn đã được coi là bá chủ hải dương cũng dần dần hiện ra tinh thần khủng hoảng. Bởi vì địch nhân xấu mặt mới là đáng sợ nhất. Mắt thấy tộc nhân không hề báo hiệu đột nhiên điên cuồng chết thảm mà không thể hiểu vì sao, đàn tà ma hổ kình sao có thể không e ngại cơ chứ. Lúc này không cần tà ma hổ kình vương phân phó, tất cả tà ma hổ kình đều bắt đầu điên cuồng tìm kiếm địch nhân xấu mặt. Không biết mệt mỏi phóng thích ra tinh thần lực, mong có thể tìm kiếm chút dấu vết. Nhưng mà địch nhân chính thức của bọn chúng lúc này lại chìm vào trong hải dương. Mắt mang theo vẻ cửa lạnh thu hồi tinh thần lực của mình mà nghỉ ngơi, chờ đợi một cơ hội khác. Đường ta mang theo tiểu bạch đến đây, không chỉ là muốn tận dụng khả năng để đánh chết đối thủ làm suy yếu lực lượng của đàn tà ma hổ kình, đồng thời làm giảm ý chí, tiêu hao tinh lực của chúng. Chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hai thì suy, ba thì kiệt, kẻ địch suy kiệt đương nhiên là sẽ có lợi cho ta. Tà ma hổ kình cho dù thực lực cường thịnh trở lại, nhưng đều sẽ tiêu hao rất nhanh, mà lúc bọn hắn muốn nghỉ ngơi một chút, Đường Tam lập tức sẽ lại phát động công kích, chấm dứt tính mạng của một con tà ma hổ kình, làm cho bầu không khí khủng hoảng một lần nữa lan tràn ra. Chỉ sau mấy lần công kích, trước sau đã có 7 con tà ma hổ kình chết dưới ra cắt thần nỏ của Đường Tam, mà những con tà ma hổ kình liên lụy bị cắn chết và bị thương cũng có 2 con. Đối với cả tộc đàn, trước sau chỉ hơn một canh giờ đã có 1/10 hoặc là chết hoặc là bị thương. Cho dù không ảnh hưởng nhiều đến thực lực của cả đàn, nhưng mà hiệu quả đả kích tâm lý lại vô cùng lớn. Đường Tam sau mỗi một lần công kích sẽ thu hồi lại tinh thần lực ở trên lưng tiểu bạch mà nghỉ ngơi. Tiểu bạch căn bản là cũng không có tiêu hao gì, nhưng mà đàn tà ma hổ kình ngược lại đã hoàn toàn đang ở trong một trạng thái mệt mỏi cùng với khủng hoảng. Tà ma hổ kình vương mấy lần nổi giận, từng điên cuồng công kích lướt biến, cố gắng bức bách địch nhân xuất hiện. Thực lực của nó cũng quả thật là làm cho Đường Tam giật mình, nhưng kết quả chỉ là làm lãng phí thể lực một cách vô ích mà thôi. Khi mà con tà ma hổ kình thứ 8 chết dưới ra cắt thần nỏ của Đường Tam, tà ma hổ kình vương rốt cục là chịu không nổi, ra lệnh rời đi. Nương theo mệnh lệnh của nó phát ra, cả tộc đàn nhanh chóng hướng về một phương bơi đi, phát động tốc độ cao nhất sở đi lãnh địa bao năm của chúng. Đối với tà ma hổ kình mà nói, sinh tồn ở một phiến hải vực khác là không thành vấn đề, tiếp tục ở chỗ này chỉ biết nhìn tộc nhân từ từ chết thảm. Cho dù cao ngạo như là tà ma hổ kình vương cũng không còn cách nào khác. Bọn chúng muốn chạy, Tiểu Bạch có chút hưng phấn nói với Đường Tam. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, chạy, thể tích của con tà ma hổ kình tuy lớn, nhưng tốc độ của chúng có thể so với ma hồn đại bạch xa các người sao? Tiểu Bạch ngạo nghễ nói, đương nhiên là không thể, ở trong hải dương nói về tốc độ, không có bất cứ hải hồn thú nào có thể so với chúng ta. Trên phương diện năng lực công kích, có lẽ tà ma hổ kình mạnh hơn một ít, nhưng tốc độ của chúng lại không nhanh bằng chúng ta. Nếu không chúng nó chẳng phải đã sớm triệt tộc của ta hay sao? Đường Tam lãnh đạm rồi nói. Đã như vậy, chúng ta khiến cho bọn chúng càng thêm khủng hoảng đi. Chúng ta đuổi theo, đánh nén, sau đó bắt đầu đuổi theo vừa gây công kích cho địch nhân càng thêm khủng hoảng. Đó mới là binh pháp. Trước khi chính thức bắt đầu truy kích, Đường Tam trước hết bảo Tiểu Bạch trồi lên trên mặt nước, phóng ra một quả pháo hiệu màu xanh. Đây là pháo hiệu ra hiệu truy kích, hắn cùng với bọn đới mộc bạch từng nói qua. Quả pháo hiệu màu xanh biếc báo hiệu truy tung, màu đỏ báo hiệu là cường công. Tiểu Bạch sau khi ở trong nước biển lưu lại hơi thở của mình, một lần nữa cùng với Đường Tam ẩn vào bên trong hãn hải hộ thân cháo, đuổi theo đám tà ma hổ kình ở phía trước. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào ủng hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chương trình đấu la lại lục tập 215 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thứ bảy máu chảy về tim.